Xin chào các bạn nha. Phía trước của các bạn đang xem đây là chiếc xe Winner X V3 ha, của anh trai ở Long An đó. Thì anh trai này độ rất là nhiều sản phẩm bên mình luôn, và có led Audi chữ Y nè các bạn, chỉnh áp trên Audi A11 luôn các bạn nha. Đó, các bạn thấy không? Và cái hốc kèn á, hốc kèn nè, vị trí hốc kèn thì cũng đã làm led luôn. Mình đã giờ cây còi xuống dưới phía dưới luôn ha. Đó, giờ còi phía dưới luôn, nó gần cái két nước luôn, nó có cái bát đưa ra để cho các bạn bắt cái còi luôn. Đó. Ok các bạn. Và ở trên thì led ở trên nó sẽ đổi màu theo số các bạn nha. Ở dưới thì chỉnh trên điện thoại luôn các bạn, nó rất là đẳng cấp luôn các bạn. Nó rất là đẳng cấp luôn. Cái đầu che két nước thì anh trai cũng làm bên mình luôn nha các bạn. Và F1 nó có rất là nhiều đồ chơi luôn ha. Đó, hiện tại là đang hiệu ứng số 1 nè các bạn. Hiệu ứng số 1 thì các bạn sẽ thấy là những màu sắc đều hết luôn, nó sẽ chạy lên các bạn, nó sẽ chạy lên. Đó. Ok, em chỉnh hướng số 2 mình luôn. Số 2 sẽ chạy lên màu trắng, màu đặc trưng của sản phẩm này. Nhưng mà các bạn không thích màu trắng có thể đổi màu khác em ạ. Đổi màu khác mình luôn. Màu đỏ nè. Nói chung là Winner thì mình đã làm rất là nhiều luôn các bạn. V2, V3 đã làm rất là nhiều luôn nha. Sản phẩm led chữ Y này nè. Bên mình là bản này là mình thiết kế cho ra đầu tiên nha các bạn. Đó, rất là đẹp luôn các bạn ơi, rất là ngầu luôn. Và chỉnh số 3 giùm anh luôn em ơi. Chỉnh số 3 nè các bạn, đây là đèn bullet nè. Số 3 là đèn bullet nè các bạn, rất là nhiều hiệu ứng luôn nha. Và đặc biệt là cái dòng xe Winner này á, cái đờ mi của nó, nó rất là phù hợp cho cái sản phẩm led LED chữ Y này ha các bạn ha. Các bạn thấy không, nó rất là sản phẩm rất là đẹp luôn. Khi lên nó rất là hợp, giống như là cái xi nhan của siêu xe Lambo Mini các bạn ha, những dòng siêu xe sang á đó. Đó, rất là đẹp luôn. Và số 4 luôn em, chỉnh hướng số 4. Số 3 là đèn bullet các bạn, nó chớp nhanh xanh đỏ rồi đó, rất là đẹp luôn. Số 4 nó tự chuyển màu dần từ từ luôn các bạn nha. Đó, ok ha, chị tự chuyển màu dần luôn. Rồi em chỉnh hướng số 5 rồi luôn. Số 5 nè các bạn, chạy lên nè. Các bạn không thích xanh dương thì chỉnh màu khác nè. Đó, nữa đi em. Nó rất là nhiều hướng luôn các bạn. Các bạn xài khỏi cái sợ chán luôn nha. Số 6 em. Số 6 nè các bạn. Đó, chạy đuổi qua đuổi lại, nó rất là đẳng cấp luôn. Đó, các bạn thấy không? Ở ngoài sẽ đẹp hơn trong video rất là nhiều các bạn nha. Các bạn yên tâm, màu sắc ở ngoài nó sẽ gực hơn trong video rất là nhiều ha. Rồi, em chỉnh hiệu ứng số 7 nè các bạn. Rồi số 8 luôn em ơi. Số 8 luôn. Đó, đuổi lên nè, anh chứ đuổi lên nè các bạn. Hoặc một đường chứ đuổi lên nè các bạn. Đó. Ok ha. Rồi số 9 luôn em ơi. Số 9 nè các bạn. Đó. Đó, ok. A luôn em. A là full từ 1 đến 9 luôn các bạn. Đó, ok. Rất là đẳng cấp luôn các bạn ơi. Đó. Thì mình có thể chỉnh xi nhan ở trên đây được luôn các bạn nha. Rồi em về xi nhan mình luôn. Đó, xi nhan đang hiện tại màu vàng nè. Khi bật xi nhan nó sẽ ha ra màu vàng và chạy, chỉnh tốc độ chạy đây luôn. Rồi chậm lên em ơi. Đó, xi nhan chạy là quá đẹp luôn các bạn, quá đẹp luôn rồi. Nó có 3 chế độ, lần chế độ số 2, số 3 luôn, số 2 luôn em ơi. Số 2 nè các bạn, nó chớp màu trắng nè, số 3. Đó, số 3 nè các bạn, chớp như xi nhan bình thường thôi. Rồi nhưng mà mình thích nhất là xi nhan số 1 đi, nó đẳng cấp hơn, nó sẽ chạy lên giống như mấy dòng xe Audi, mấy dòng xe sang hiện nay thì nó cũng xi nhan sẽ chạy ra đuổi ra các bạn, rất là đẹp nha. Rồi phanh luôn em ơi. Anh tắt nhanh mình tắt nhanh chỉnh. Đó, về đờ mi rồi phanh thì mình luôn. Phanh hiện tại đang xanh ngọc. Xanh hiện tại thì phanh nó có rất là nhiều tính năng các bạn. Nó có 3 tính năng là 1 2 3. Hiện tại đang số 1 là nó sẽ chớp. Giống như là những dòng xe sang các bạn thấy không? Đờ mi của xe sang là lúc nào nó cũng có phía trước giống như F1 các bạn, thì chớp ha. Rồi ok. Màu sắc thì mình có thể chọn trên bảng 7 màu luôn các bạn nha. Rồi chọn màu khác em ơi. Không thích màu trắng có thể chọn màu khác được, nó phanh tùy ý các bạn lựa chọn. Rồi em chọn số 2 mà luôn. Số 2 nè các bạn đó. Phanh số 2 chạy lên chạy đuổi là giờ luôn suốt. Rồi số 3 luôn em. Đó, số 3 nè các bạn ha. Rồi quay về số 1. Số 1 mình thích nhất là số 1 nha các bạn. Đó ha. Quay về số 1 màu trắng nữa, quá tuyệt vời luôn. Và ok, anh đề máy lên giùm em luôn anh ơi. Quay về hiệu ứng số 1 em. Hiệu ứng số 1 để cho các bạn thấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chuyển màu trên đó các bạn. Hiện tại là đang nào đúng không anh? Chuyển số 1 em luôn.
Đó, số 1 nè, số 2 luôn anh ơi. LED này trang trí nên công an người ta không có bắt lỗi nha các bạn nha. Trang trí nó không ảnh hưởng đến ai nha các bạn. Các bạn yên tâm nha, sử dụng nha. Rồi ok, nữa nè. Đó, xanh dương nè các bạn. Rồi nữa luôn anh. Đó, tím hồng cánh sen nè. Cái màu rất là đẹp luôn các bạn. Cái màu rất là đẹp luôn, bên ngoài thì khỏi phải chê luôn các bạn. Rồi nữa đi. Rồi, địa chỉ shop mình thì các bạn xem cái địa chỉ ở dưới bài dưới, mình có ghi ở dưới địa chỉ nha các bạn nha. 235C đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha các bạn. Số điện thoại mình là 0346669686 ha. Cửa hàng mình tên là Độ Đèn Xe Máy Son Anh nha các bạn nha. Rồi ok. Đó, rất là đẹp luôn các bạn, rất là đẹp luôn, rất là đẳng cấp luôn đó các bạn ơi. Rồi ok. Đó, phía sau thì có F1 luôn nè các bạn. Và anh khách hàng này làm thêm cái công tắc tắt máy, tắt đèn nữa các bạn nha. F1 này, F1 nó 9 kiểu luôn các bạn, 9 kiểu luôn nha, nó chớp 9 kiểu luôn các bạn. Đó. À, mở đèn giùm em luôn anh, mở đèn. Đó, pha luôn. À quên nữa, anh trai làm thêm một cặp đèn trợ sáng nữa các bạn, cặp đèn trợ sáng nữa. Ha. Mở cặp đèn trợ sáng công tắc này các bạn. Đó, nó tăng cường độ sáng lên, nó nói chung là khoảng 90 lần zin luôn các bạn. Đèn zin không thể nào so sánh được. Cặp này thì gắt kinh nha, ma gắt kinh nha các bạn. Đó, đèn zin nè các bạn. Đó, đèn zin nè các bạn, thấy không? Có thui không? Mở đèn trợ sáng lên nè các bạn, ma gắt kinh nè. Đó, ok ha. Quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn anh trai đã ủng hộ shop nha.